ơi, thì Linh với Ngọc đang đi kiếm cái gì ăn mà thật sự ra là đang đi trên đường sông Hành, nó không có biết được là hả cái quán nào ăn được hết, đang đi kiếm thì vô tình thấy được một cái anh, ảnh đang kéo cái mì sợi, ảnh lắc vậy nè đẹp quá, cho nên là mình rất là muốn vô cái quán này thử coi là như thế nào. Thì địa chỉ của nó là 43/2 ấp Đình, xã Tân Sinh, Hóc Môn. Mọi người ơi thử coi là vào quán coi là cái sợi mì với lại là cái cách làm của người ta như thế nào nha. Anh ơi, nó chuyên nghiệp quá anh ơi. Anh dạ. Có khi nào mà quất một cái mà nó bay lên dính trên kia không? Thế thì kia em kéo người ra thì bên này bên vớt mì người ta hất lên cho chị coi. À. Anh ơi, cái này thì nó nặng bao nhiêu ký vậy anh? Nặng thì trung bình là một mẻ của em đánh là tổng khoảng là 7 ký ạ. Một cái sợi này là 7 ký hả anh? Không, là một mẻ, còn nếu mà cái này không thì rơi vào tổng khoảng 1,5 đến 2 ký rồi chị ạ. Các bạn ơi, hiện tại như anh nói á, là cái dây bột này nè thì anh đang cầm á, là nó tầm khoảng 1,5 đến 2 ký, nhưng mà có vẻ như mình nhìn á, là mình thấy nó rất là nặng. Bạn Ngọc đang biểu diễn nha, hất bột. Thí dụ như anh mình cho nhiều bột quá thì có làm sao không anh? Cho nó khỏi dính xuống lưng chị. Anh ơi, một cái dây mì anh mới cho sang bên này là tầm khoảng bao nhiêu tô anh? Cái mắt đấy là em cho bé rơi vào tổng khoảng 3 tô vậy ạ. 3 tô mì, tầm khoảng 3 tô mì. Em thấy sợi nó là sợi to đúng không anh? Dạ đúng rồi. Nó còn nở ra nữa đúng không anh? Không, nó không có nở gì. Ủa anh ơi, cái quán của mình là hoạt động bao nhiêu năm rồi anh? Cái quán của em là cái này nó là chi nhánh 2 chị ạ. Mọi người ơi, thì như anh nói thì hiện tại là có 2 chi nhánh, một chi nhánh ở Biên Hòa, còn một chi nhánh là ở đây thôi, ngoài ra là không còn chi nhánh nào hết. Nếu như mà bạn nào mà tiện ở gần sông Hành á, hoặc là quận 12 nè, ở Hóc Môn nè, thì mình có thể tiện qua đây để mình ăn. Còn nếu như mà bạn nào ở xa mà thấy cái món này nó lạ và hay á, thì tới đây để thưởng thức nha. Thì cái giờ hoạt động của quán mình là từ mấy giờ ấy nhỉ? 6 giờ sáng ạ. 6 giờ sáng. Đến 1 giờ chiều. 1 giờ chiều rồi từ 4 giờ chiều cho đến... Nó có hai loại mì, một loại là mì Trung Quốc với loại mì Hồng Kông. Của em là mì Hồng Kông là đánh cái là kéo luôn, còn mì Trung Quốc là để ủ. Thì bạn kéo mà sao mà nó nhỏ xíu mà cái tay làm quen rồi á, mình nhìn mình chóng mặt thật. Mì đập. Anh ơi, có khi nào mà anh quăng lên cái anh thảy rớt xuống dưới đất không? Có rồi hả? Vậy là ý như là hồi đó ý là mới học á là nó sẽ bị như vậy đúng không? Thời gian đầu đó bị rất nhiều. Mấy bạn ơi, mấy bạn, hiện tại là hai cái nồi nha. Mấy bạn thấy anh này á, ảnh bỏ cái sợi mì vô trong này là có nghĩa là nồi này là nồi nước sôi để cho cái sợi mì nó chín. Thì sau đó cái nồi bên kia là cái nồi nước đá nha. Nếu như mấy bạn nhìn kỹ mấy bạn sẽ thấy đá trong đó chứ không phải là nồi nước sôi. Thì cái nước đá này làm cho cái sợi mì nó được giòn nha mấy bạn. Anh ơi, cái này là quán mình là có cả mì trộn và mì nước hay là chỉ có một loại mì nước? Trộn mì nước. Có cả mì trộn nữa hả? Dạ có. Mình ăn cùng mì to. Dạ. Giòn thì nó theo mì trộn nó ngon hơn. À. Mì nước mình cần cùng nhỏ. À vậy hả? Dạ. À có nghĩa là mì trộn là sẽ là sợi mì to hơn, còn mì nước là mì sợi mì nhỏ hơn, là nhuyễn hơn đúng không ạ? Dạ đúng rồi. À. Đây. Ồ. Các loại bánh bao. Mọi người có nhìn thấy giống cái quả sầu riêng mà cái múi nó đang bị lột ra không? Đây là giới thiệu mọi người, đây là bánh bao sầu riêng nha. Đây là bánh bao khoai môn nha. Trời ơi, nhưng màu sắc rất là màu sắc luôn. Cái bánh bao kim sa nhân bên trong của em là nhân trứng muối. Còn cái này là xá xíu. Xá xíu thì là nhân xá xíu, nó là nhân mặn. Cái bánh bao này là cái nhân duy nhất. Bọn em có 5 loại bánh bao, xá xíu là nhân mặn, còn 4 bánh bao kia là nhân ngọt. Mỗi bánh bao của nó có một vị riêng. Sầu riêng có vị sầu riêng, khoai môn là bên trong của nó là nhân sô cô la. Khoai môn là nhân sô cô la, kim sa là nhân trứng muối, trà xanh thì là nhân matcha. Ai cũng biết rồi. Sầu riêng vẫn là có mùi sầu riêng. À có mùi sầu riêng không? Vâng. Nó giống như cái tên của nó luôn. Vâng. Em ở trong này nó có trứng vịt muối không? Nó là cái kim sa này chị ơi. Nó là
Đây nó là cái này. Cái này nó mới có trứng muối. Còn cái này là chỉ là xá xíu thôi. Chỉ là nhân xá xíu. Nhân cái này của em nó rất là nhanh chín. Mình nếu mà mình hấp cái nước sôi này nó chỉ rơi vào tầm khoảng 3 phút là nó đã chín rồi. À vậy hả? 3 phút là nó chín. Cái này chị thấy hấp mà. Vâng, hấp. Mình hấp thôi. À các bạn ơi, như mình tưởng là nãy giờ là cái này là cái miếng này nó bằng, nhưng mà thật ra là ở dưới đây là nó có lỗ hở để mà nó thoát hơi lên á, để nó hấp cái hơi lên. Mọi người, như mọi người thấy những cái nồi ở đây, nước nồi nước dùng nó lớn như thế thì mọi người sẽ hình dung ra được á, là cái số lượng mà thực khách dùng á, nó nhiều đến cái mức nào. Cái nồi nước dùng này em thấy hình như là hiện tại nó đang có củ cải trắng nè. Có nấm nữa hả anh? Dạ không có nấm, cái này là hành tụi em nướng lên à. À hành tây. Dạ đúng rồi, hành củ á. Dạ hành tây, hành củ lớn nướng lên. Dạ hành tím. Hành tím. Hành tây luôn à. Đây hành tây và hành tím. Cái nồi nước dùng này Linh thấy hiện tại thì nó rất là trong luôn. Hồi nãy múc ra nè, đây Linh sẽ múc lên cho mọi người xem nha. Đây, nó rất trong. Xương ống, xương gà, la hén, tôm với mực nữa. Tôm mực nữa. Cái xương mọi người thấy rất chất lượng luôn nè. Hôm nay là xương ống. Xương ống rất là to. Trời ơi, nhìn hấp dẫn quá. Nhìn cái nồi thôi là đã thấy thèm thuồng lắm luôn rồi. Đây, mực đây có gừng. Đây, mực đây, có mực nha mọi người ơi. Xương gà chị. Đây, xương gà, cái ức xương gà. Cho em hỏi là cái món gì ở đây anh cảm thấy là ngon nhất ở đây, anh có thể giới thiệu tụi cho em đi. Thì tụi em là chủ yếu là tụi em tự tin về cái mì khô của tụi em. Mì khô. Dạ. Rồi, vậy bây giờ nếu mà anh nói vậy thì Linh và Ngọc sẽ thưởng thức. Ngọc ăn mì khô hay mì nước? Ngọc ăn mì khô. Mì khô phải không? Linh sẽ ăn mì nước. Để coi là hai món hương vị nó, cái nước dùng của nó như thế nào nha. Rồi cho em một mì khô và một mì nước nha. Cho em mì khô hải sản. Mình ăn thập cẩm cái gì có đầy cẩm. Đủ luôn. Ok. Cho em một thì... em cũng thập cẩm luôn. Rồi ok, em cảm ơn anh. Ba phút là nó đã chín rồi nên là khách không phải chờ đợi nhiều về cái phần bánh bao. Rất là nhiều món ăn chơi ở đây luôn. Nhiều món lắm. Ví dụ như á, là các bạn buổi tối á, mà các bạn mà không có thích muốn ăn cơm, ăn hủ tiếu hay là ăn những cái món mình thường ăn nó sẽ ngán, thì mọi người có thể tới đây thưởng thức những cái món giống như là nó nhẹ, nhìn nó rất là nhẹ, những món ăn chơi thôi nhưng mà nó sẽ no luôn á. Chị cảm ơn nha. Đây mọi người ơi, cái món, hai món của mình đã ra rồi nha. Như là cái món của mình là món mì hải sản. Mì hải sản thập cẩm nè. Trong này nó có một miếng hành thánh nữa nè. Còn của bạn Ngọc á, cái chén này là của bạn Ngọc nha. Cái chén này là cái chén hải sản thập cẩm á. Với lại là có xá xíu ở bên, cái này là của Ngọc là khô đúng không Ngọc? Thì mình mời mọi người cùng ăn chung với mình nha. Linh nghĩ á, khi mà nhìn vô cái sợi mì này nè, với những cái lúc mà mấy bạn mà đang biểu diễn á, thì Linh nhìn cái nguyên cái cục khối bột đó nó rất là to. Thì Linh nghĩ á, là cái sợi mì nó chưa có được nêm gia vị, nhưng thật ra là cái sợi mì nó đã được nêm gia vị rồi. Nhìn cái sợi mì á thì mọi người tưởng nó nhạt phải không, nhưng mà khi mà ăn vào rồi á thì mọi người sẽ thấy được cái vị mặn, cái vị vừa đủ để ăn rất là ngon. Món mì trộn của mình nha, thì hiện tại là mình thấy ở trên bàn á, là anh chủ quán có ghi cái lưu ý là cái món mì trộn này phải trộn với rất nhiều các gia vị khác nhau. Thì bây giờ mình sẽ thử trộn nha. Thứ nhất là tương cà nè. Ủa vậy là trong này nó đã
trong này á mọi người đã trộn sẵn rồi mà bây giờ Ngọc phải trộn thêm vô nữa hả? Đúng rồi. Tại vì trên bàn á người ta ghi rõ cái lưu ý là mình sẽ phải trộn thêm gia vị vào thì nó mới ngon. Tương ớt nha. Đây là xay sa tế tôm. Quý khách nên dùng giấm tiều thay cho chanh. Giấm tiều nha Ngọc. Đây là giấm tiều nha mọi người. Sau cái lưu ý ghi ở đây á thì là Ngọc pha chế thêm những cái gia vị này vô thì mình rất là hấp dẫn luôn. Bạn Linh có muốn đổi không? Không. Thôi để cho bạn Ngọc thưởng thức. Ở trong cái món này của bạn Ngọc á rất là hấp dẫn là Linh thấy có ớt nè nha. Đỏ đỏ của ớt nè, đỏ đỏ của tương cà. Trời nhìn hấp dẫn quá. Mọi người ơi, mời mọi người ăn mì trộn với mình nha. Sao Ngọc kéo hết sợi mì? Ngon quá hả? Cái sợi mì nó thấm gia vị rất là ngon nha bạn Linh. Nhưng mà mình cho quá dai hơi nên hơi bị cay. Vậy hả? Ừ, cái này ăn thử đi. Cho Linh miếng. Cái này ăn thử đây. Mình ăn ké của bạn Ngọc. Mình thấy hấp dẫn quá. Ôi, cũng cay quá. Cái sợi mì có vẻ rất là dai. Ôi, bạn Ngọc cho nhiều ớt quá. Cay hả? Nhưng mà ngon đúng không? Nhưng mà ngon, cái sợi mì nó không có bị nhạt nha. Nó thấm gia vị hơn là cái mì của Linh luôn á. Cái mì của Linh á là do cái nước dùng nó ngon. Còn cái sợi mì á, nó nhạt hơn là cái sợi mì của bạn Ngọc. Cái sợi mì của bạn Ngọc có là pha chế nhiều nữa cho nên nó rất là hấp dẫn. Đây là mì quần. Vẻ dài luôn. Miếng sườn siêu to khổng lồ. Không phải miếng sườn mà là miếng sườn á. Bây giờ mình thử món này đi, tại vì bây giờ đang rất nóng á. Mình ăn thử đi nhá, chứ tí nó nguội đó. Mọi người ơi, do là từ nãy giờ là hả, cái món này ra cứ tự nhiên cái quên cái món này luôn. Mà tự nhiên đang ăn cái đĩa qua cái món này, cái thấy nó thèm thèm. Tại vì thật ra là cái món này là mình nên ăn nóng thì nó sẽ rất là ngon hơn là mình để nguội nha. Ngọc đi miếng của Ngọc nè. Ngọc sẽ thử miếng bánh xôi. Không, lên sẽ vẽ ra đây nha. Ok. Như bạn nói là cái này nó sẽ là ui ngon quá, trứng muối. Rồi.
Đây mọi người thấy có cái độ sệt ở trong này không? Cái bánh này Linh thấy có vẻ như ở trong nó có hơi vị mặn mặn nha. Linh vừa mới nếm cái miếng nước mà nó chảy ra là Linh thấy có vị mặn nha. Linh hứa danh dự luôn, ngon cực kỳ luôn. Cái sốt nó béo, nó mặn mặn nha Ngọc. Nó mặn mặn mà nó ngọt ngọt nữa, cái vị nó rất là hay luôn. Ủa, cái vị ngọt đó là do cái vỏ bánh nó ngọt hay là do cái nhân bên trong? Không, Linh đang nói cái đặc biệt ở đây á, là cái nhân của nó. Cái nhân của nó rất ngon luôn. Nhìn Linh nhìn ở ngoài Linh thấy rất bình thường nha. Nhưng mà khi mà ăn vào các bạn, Linh đảm bảo luôn á, là các bạn sẽ, nếu như mà các bạn tới đây thưởng thức thì các bạn sẽ thấy được là cái lời của Linh nói có đúng không nha. Chưa cho bạn Ngọc ăn. Nha Ngọc ăn thử đi. Nãy giờ thôi thèm, nhìn thèm quá vậy nè. Nhìn Linh ăn thì ngon quá à. Nga chấm chấm này. Mọi người coi nè, cái nước của nó sệt sệt nè. Mà nó có vị mặn và vị ngọt luôn nha. Mà béo nữa. Nó béo béo ngậy lắm, rất là ngon. Mọi người ơi, mình sẽ thử cái miếng bánh sầu riêng nha. Riêng. Wow, sau này cũng có sốt này Linh ơi. Ê, sao giống cái sốt này quá ta? Không, cái sốt này là sốt sầu riêng. Là cái vị sầu riêng như đúng bạn rồi. Nói phải không? Mình ăn vỏ sầu riêng trước nha. Nào, nó giống cái này không? Không, nó khác. Cái vỏ thì là giống. Thôi cho miếng, cho miếng nghe nói nhiều quá. Cái nhân là sầu riêng ngon lắm. Ừ, khác nhau nha. Ôi giời, sầu riêng á, béo ha. Trời ơi, nó là một mùi sầu riêng rõ ràng luôn chứ không có giống cái kia. Cái kia là vị mặn ngọt. Mặn ngọt mà béo béo á. Còn cái này là rõ ràng, nó y xì nhau luôn. Mọi người coi đây, cái nhân, hai cái nhân nó giống nhau. Và cái, nhưng mà cái nhân này á, nó mùi sầu riêng. Nó mùi sầu riêng, trời ơi, đúng mùi sầu riêng luôn. Ngon ha Ngọc ha? Ngon. Linh nói thiệt luôn á, Linh nhìn cái bánh á, nhìn ở ngoài á, thì Linh có vẻ như thấy nó bình thường, rất bình thường. Nhưng quan trọng ở cái nhân này. Cái nhân thật sự rất ngon. Nó tan chảy ra luôn á mọi người ơi. Linh uống nước nha. Mà uống nước này, gì đó, nước biết, uống biết đây là nước gì không? Nước thần á. Ờ, đùa thôi mọi người ơi, đây là nước sâm bông cúc với cả rong biển. Biết làm sao ở đây người ta bán nước sâm không? Bởi vì thường thường mình ăn mì cay xong rất là nóng. Cái cổ rất là bị nóng, ăn cay á, bị nóng. Thì người ta sẽ dùng nước sâm này cho nó mát. Đúng không? Nước sâm ở đây nó không có quá ngọt. Linh thấy nó cái vị ngọt này, vị ngọt giống như là thanh thôi, nó không có ngọt nha, không có ngọt gắt. Và cái nước sâm này nó cũng không có đậm vị lắm nữa, nó hơi nhạt nhạt. Yeah. Ngon lắm mọi người ơi. Em biết. Mọi người ơi, hiện tại là Linh với Ngọc cũng đã gần như là dùng xong hai cái món này rồi, món nước và món khô. Thì hiện tại là khi mà bước tới quán thì Linh chỉ thưởng thức được hai món này thôi, vì là thật sự là khi ăn cái tô này Linh đã thấy no lắm rồi. Ở đây còn rất rất là nhiều món để cho mọi người thưởng thức. Mọi người có thể quay đến đây để mà thưởng thức những cái món khác nữa nha. Ở đây thì Linh chỉ giới thiệu cho mọi người được món khô và món nước và hai loại bánh bao này thôi. Còn những món khác thì lần sau Linh sẽ tới Linh thưởng thức tiếp nha. Thôi thì bây giờ Linh sẽ tạm dừng clip ở đây. Lần sau Linh sẽ làm tiếp những cái món mới nữa cho mọi người xem nha. Mọi người ơi, mọi người nhớ like và share kênh cho mình nha. Sắc màu ẩm thực. Tạm biệt mọi người. Tạm biệt mọi người.